Manchester United chịu trận thua đầu tiên tại sân Old Trafford trong mùa. Chơi không quá tệ nhưng những cơ hội bị Marcus Rashford bỏ phí khiến Manchester United phải trả giá bằng trận thua thứ 3 từ đầu mùa. Đội khách Brighton lại tỏ ra sắc sảo hơn trong những cú sút để ghi 3 bàn chỉ trong 7 pha dứt điểm đầu tiên. Đây là trận thua đầu tiên của Manchester United trên sân Old Trafford ở ngoại hạng Anh kể từ thất bại 0-2 trước chính Brighton tại vòng 1 mùa trước. Tiền đạo Danny Welbeck mừng bàn mở tỷ số cho Brighton vào lưới đội bóng cũ Manchester United trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, vòng 5 ngoại hạng Anh ngày 16 tháng 9 năm 2023. Ảnh: Manchester United quỷ đỏ rơi xuống đáy vực ở phút 71 khi hậu vệ Tarik Lamptey chuyền ngang cho Joao Pedro sút một chạm từ rìa cấm địa về góc xa vào lưới, giúp đội khách dẫn 3-0. Thủ môn Andre Onana đáng lẽ phải làm tốt hơn khi anh chạm được vào bóng nhưng không thể đẩy ra. Sau bàn thua này, nhiều top khán giả Old Trafford kéo nhau ra về. Trước đó, nhiều người đã không hài lòng bởi huấn luyện viên Erik ten Hag rút Rasmus Højlund ra sân nhường vị trí cho Anthony Martial. Những khán giả này có lẽ không kịp thưởng thức tuyệt phẩm sút xa của tiền vệ 20 tuổi Hannibal McGree gỡ lại một bàn cho Manchester United. Nhưng trong khoảng 20 phút cuối trận, đội khách giữ bóng chắc và có nhiều phút liên tiếp không cho đối phương chạm vào bóng. Khi hiệu còi mãn cuộc của trọng tài Jean Gillette vang lên, khán đài Old Trafford chống phải tới vài nghìn ghế. Thực tế Manchester United chơi không tệ đến vậy, khi họ dứt điểm nhiều hơn và tạo ra cơ hội nguy hiểm không kém đối thủ. Ten Hag dùng hàng tiền vệ hình kim cương ở trận này, xếp Rashford và tân binh Højlund đá chính. Hiệp 1 Rashford phung phí không dưới 3 cơ hội tốt, trong khi Højlund một lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận bàn vì trước đó bóng đã trôi hết biên ngang dù khoảng cách nhỏ.